Trọng kính Đức Cha, quý cha đồng tế, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay chúng ta cùng toàn thể hội thánh mừng kính các thánh Marta, Maria và Lazaro. Đoạn tin mừng mà thầy phó tế vừa đọc cho chúng ta thấy một cái khía cạnh khác về cuộc đời của các thánh Marta và Maria. Thầy đọc một cái đoạn tin mừng khác mà con chuẩn bị cái bài chia sẻ của một đoạn tin mừng khác, đó là về cái việc Chúa Giêsu đến để chia buồn với lại gia đình anh Lazaro về cái chết của anh. Do đó con xin chia sẻ một chút về cái khía cạnh, về cái đoạn tin mừng mà con đã chuẩn bị. Xin quý Đức Cha và quý thầy cũng như quý cha và toàn thể cộng đoàn thông cảm. Trong cuộc sống chúng ta đều có những cái lúc vui buồn sướng khổ, và chúng ta đều trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Trong lúc như thế thì chúng ta thường làm gì? Có lẽ bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe cũng như bối cảnh một cái đoạn tin mừng khác khi mà Chúa Giêsu đến để chia buồn với cô Marta và Maria cũng cho chúng ta thấy những việc gì chúng ta cần phải làm. Đó chính là thưa chuyện với Chúa để đức tin của chúng ta có thể được lớn lên, được vững vàng và mạnh mẽ hơn. Đoạn tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu đến để chia buồn với cô Maria và cô Marta vì cái chết của em mình là anh Lazaro. Chắc chắn các cô rất là đau buồn vì sự ra đi của người thân trong gia đình. Tuy nhiên, chúng ta thấy có 3 điểm mà chúng ta có thể suy ngẫm và áp dụng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đó chính là lời cầu nguyện, là đức tin và là tình yêu. Về điểm thứ nhất, đó là lời cầu nguyện. Cô Marta đã cầu nguyện khi cô gặp gian nan, đau buồn vì cái chết của em cô là Lazaro. Cô cầu nguyện với Chúa. Chúng ta có thể đặt câu hỏi ở đây: cô cầu nguyện cách nào vậy? Vì cách cầu nguyện của cô khác với cách cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta thường nghĩ và thường cầu nguyện theo cách là chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta một điều gì đó hay là một cái ơn mà chúng ta đang cần. Nhưng cầu nguyện không chỉ là xin ơn, mà là tâm sự, là đối thoại với Chúa, là lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Chúa. Cô Marta đã làm như thế. Cô tâm sự những gì cô đang suy nghĩ và dâng lên Chúa những gì trong lòng cô. Lạy Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con đã không chết. Qua việc cầu nguyện, đức tin của cô được thêm vững mạnh để cô có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, là đấng phải đến trong thế gian. Về điểm thứ hai, đó là đức tin. Chúng ta có thể thấy sự thay đổi trong việc tuyên xưng đức tin của cô Marta. Lúc đầu, đức tin của cô vẫn chưa đủ vững mạnh vì cô nói nếu Thầy có mặt ở đây. Nhưng sau đó cô tuyên xưng rằng con tin bất cứ điều gì Thầy xin cùng Chúa Cha thì Người cũng ban cho Thầy. Rồi sau đó khi Đức Giêsu hỏi thì cô lại mạnh dạn tuyên xưng đức tin về kẻ chết sống lại, và sau cùng là tuyên xưng niềm tin tuyệt đối vào Đức Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa. Có lẽ cô cũng không nghĩ rằng Đức Giêsu có khả năng làm cho em cô sống lại ngay lúc đó. Có thể cô cũng không dám xin điều đó. Nhưng sự hiện diện của Đức Giêsu trong gia đình cô cũng là nguồn động viên tinh thần và đức tin để cho cô và em cô là Maria. Chúng ta thấy rằng Thiên Chúa cũng đang chờ đợi nơi cô lời tuyên xưng đức tin, con tin. Về điểm thứ ba là tình yêu. Chúng ta có thể thấy mối liên hệ rất gần gũi giữa Đức Giêsu và gia đình cô Marta, Maria và Lazaro. Người đã đến thăm gia đình cô và ở lại dùng bữa cơm tại Betania, đã hiện diện lúc gia đình cô đang gặp đau buồn, và chúng ta cũng thấy sự hiện diện của cô trong bữa tiệc ly. Mối liên hệ tình yêu giữa Đức Giêsu và gia đình cô chính là động lực để cô phục vụ Chúa khi Ngài đến thăm, là lý do để cô phục vụ tâm sự với Chúa khi em cô mất. Và chúng ta cũng có thể kết luận rằng cô luôn đi theo Chúa trong cuộc đời công khai của Người. Như vậy, đâu là bài học cho mỗi người chúng ta hôm nay khi chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ kính 3 vị thánh này? Qua bàn tiệc lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy có 3 câu hỏi.
Câu hỏi thứ nhất là chúng ta có cầu nguyện khi chúng ta gặp gian nan thử thách hay không, và chúng ta cầu nguyện bằng cách nào? Câu hỏi thứ hai là đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa đã đủ lớn mạnh chưa? Và câu hỏi thứ ba là sau khi cầu nguyện, chúng ta có nhận ra được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta để chúng ta sống tình yêu ấy với mọi người xung quanh không? Về câu hỏi thứ nhất, chúng ta có cầu nguyện khi chúng ta gặp gian nan thử thách hay không, và chúng ta cầu nguyện như thế nào? Có lẽ chúng ta cần nhớ lại lời mời gọi của Chúa Giêsu là chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện như người bạn đến xin bánh mì vào ban đêm, hoặc như bà quá nghèo van xin vị quan xử án cho mình. Chúa Giêsu cũng đã làm chứng bằng chính đời sống của người. Chúng ta cầu nguyện không phải để được những ơn này hay những ơn khác, nhưng chúng ta cầu nguyện chính là lời tâm sự, là sự kết hiệp mật thiết với Chúa, là đối thoại với Chúa để giải bày tâm tư tình cảm của chúng ta, để chúng ta có thể lắng nghe những gì Chúa muốn nói với chúng ta trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. Có thể lời cầu xin của chúng ta chưa được Chúa chấp nhận, nhưng chúng ta có thể vững tin rằng chúng ta sẽ được, chúng ta xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy và gõ thì sẽ mở cho. Có điều là chúng ta có hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa và cộng tác với ơn của người hay không? Về câu hỏi thứ hai, đức tin vào Thiên Chúa của chúng ta có đủ mạnh chưa? Nhiều khi chúng ta nói chúng ta tin Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa, nhưng chúng ta lại cứ lo lắng không biết có được hay không, hoặc chúng ta chỉ xem Chúa, chỉ thử xem Chúa có nhận lời chúng ta hay không. Như vậy, chúng ta chỉ coi Thiên Chúa như một vị thần nào đó của các tôn giáo khác. Chính vì thế, lời cầu nguyện đích thực rất cần thiết để mỗi người chúng ta có thể nhìn lại chính mình, nhìn lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và để cho đức tin của chúng ta được thêm vững mạnh. Về câu hỏi thứ ba, chúng ta có nhận ra được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta để chúng ta sống tình yêu ấy nơi cộng đoàn, nơi giáo xứ mà chúng ta đang sống hay không? Tình yêu Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta được thể hiện qua những gì chúng ta có được, qua những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày, mà đôi khi chúng ta lại không để ý. Thánh Gioan trong bài đọc 1 khẳng định rằng Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Đây là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chúng ta có thể thấy, chúng ta cũng đang thể hiện niềm tin của chúng ta vào Chúa, tình yêu của chúng ta với Chúa và lời cầu nguyện của chúng ta qua chính việc mỗi người chúng ta đến đây để sum họp với nhau trong thánh lễ này tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót, để tôn vinh lòng Chúa Thương Xót, để cầu xin lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa xuống trên mỗi người chúng ta. Việc chúng ta đến đây và cầu nguyện cho thấy chúng ta tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa, nhưng chúng ta vẫn cần lắng nghe lời Chúa muốn nói gì với chúng ta trong từng hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. Chúng ta sẽ biết về Chúa nhiều hơn, qua đó chúng ta sẽ tin tưởng Chúa hơn, yêu Chúa nhiều hơn và có đủ sức để yêu tha nhân nhiều hơn. Xin Chúa là đấng giàu lòng thương xót tiếp tục nâng đỡ, đồng hành và chúc lành cho mỗi người chúng ta, để dù sống trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn luôn tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa, luôn sống trong mối liên hệ mật thiết với người và lan tỏa tình yêu của người cho mọi người xung quanh. Amen.